tổ dưỡng da mà này dòng tư tư hồi đầy sáng nước kìa rồi không vẫn ăn chưa rồi này máy này 93.95 đem trăm lút không gần quay lại nhiều này đi tiếp các bạn ơi, cái này không phải vô cầu tư tư, cái này đi đâu luôn rồi. Cái này chạy chậm lên nè anh em ơi, nãy giờ nhanh lắm. Này em đang đứng cầu tư quy số anh em ơi, mình chạy theo đường đường dài dài theo nó quay. Dạ các bạn, hay trăm lút đi xong các bạn ơi. Đó, trăm lút, ghê không? Này em biết đầu máy gì chạy dữ các bạn, mình lên trên cầu quay xuống nha. Rồi. Rồi các bạn. Trầm tự quá. Ồ, có gì mà đẩy ngồi tắm luôn rồi các bạn ơi. Rồi, này không biết chạy đâu quá. Ê, động cơ gì đây? Cái này không phải Kubota nha anh em. Sáng nước nè. Đây là Vĩnh Gia. Vĩnh Gia chị Tô Mai Gia. Rồi. Đây có người phụ nữ luôn anh em ơi. Rồi đằng này có sáng mút đang dòng. Rồi chào các bạn, đây mình đang ở cầu này, cầu này cầu quá đình nha các bạn, đình chỗ Vĩnh Gia mà này gần Tiệp Tư. Ồ chạy sáng nước kìa, ghê không, hưởng ăn chưa. Rồi này máy này 93.95 tem trăm lút không gà, mình quay con này cũng nhiều. Rồi. Tem rất là đẹp các bạn ơi. Chị sáng nước không biết chuyển đi đâu ha. Thì giấc này cũng 10 giờ mấy, gần 11 giờ các bạn ơi. Ồ chạy thì ghê không. Con này đời máy này số 10 anh em, máy này số 10 An Giang. Lên cốc á. Cái này chắc có người biết máy này ở đâu. Ghê không? Rồi anh em trong lốt này ghê chưa? Rồi chú nãy giờ tắm mà chưa xong anh em. Nè chị chủ á, chị chủ máy gì á. Nè con động cơ gì đây? Nè không biết động cơ gì động quá anh em ơi. Có trùng bô nữa này nha. Mà không có đâu à. Nè không biết chuyển đi đâu luôn anh em ơi. Các bạn ơi, cái này không phải vô cầu T4, cái này đi đâu luôn rồi. Cái này chạy chậm lên nè anh em ơi, nãy giờ nhanh lắm. Này em đang đứng cầu T quy số anh em ơi, mình chạy theo đường đường dài dài theo nó quay. Biết đi đường nào á, chạy trong gì vậy. Đây có chị chủ đó. Rồi lên bến anh em ơi. Bánh đại 308.
siêu to không? Sáng nào mà cái này cắt cái máy này bữa nay cắt 6 công rồi. Con này đang đợi xe. Đợi xe qua. Đó. Rồi, cầu chạy ra. Đủ chưa? Xe lớn.